kỹ nha. Cái hành động này em nhớ là nó gặp ở đâu rồi. Giống mấy tú bà mà ở trong cái phim kiếm hiệp ấy. Dì Ngọc nhìn y chang luôn. Cái gì vậy ông nội? Tự nhiên nói sao giờ cái quán thành cái kia diện không vậy? Người ơi, trăm năm biết có duyên gì ấy không? Chị Nếp ơi, tình trạng của dì Ngọc như này lâu rồi. Cũng cả tuần nay rồi á. Nhưng mà đó giờ chị ở với dì Ngọc bao nhiêu năm nay chưa bao giờ có cái tình trạng này xảy ra. Nắng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu thì cũng kệ bà nội nó. Quan trọng là quán ế quá nè. Chèn. Dạ thưa quý khách, quý khách đến đây muốn dùng gì? Gì vậy bà? Quý khách tại sao kêu tiểu muội bằng bà? Ông bình thường mà anh 23 gì mà muốn tuồn dữ vậy? Trời ơi, phải biết thay đổi tính cách để phục vụ khách yêu chứ. Ủa rồi chừng nào sang quán? Để lau miệng cho, chứ thấy miệng dơ rồi đó. Dạ, y cũ. Y cũ? Ừ. Y cũ là cái giống môn gì? Thì mì gói. Ha ha ha. Hai trứng. À, vậy xin hỏi quý khách có ăn hành hay không? Hành chứ. Có hành, có bỏ thêm nước đá không? Ăn mì lạnh hay nóng? Mì nóng. Mì nóng. Mì nóng. Nóng vừa thôi nha, 80 độ nha, đừng 100 độ nha. Ê, sao mà cứ vậy? Gì vậy? Tụi mày rình cái gì mà tụi mày xuyệt xuyệt? Mắt gì nó nhỏ trời, quán tao đây. Đây đây đây, chú nhìn kỹ đi, chú quan sát cho kỹ nha. Ôi trời ơi, sao bán mà bắt khách? Quan tâm bắt khách. Ê con trai, đi qua quán chú ăn không? Chú quán chú bên này đông hơn nè, chú về. Chú, mình đang trong tâm thế rình. Kính mời quý khách. Chú nhìn kỹ dì Ngọc đi. Ủa, này là hành gì vậy cô? Đây là hành khuyến mãi. Ăn tô mì khuyến mãi bụi hành. Trời, dữ vậy. Mà bình thường mà hành cũng cắt có chút xíu mà sao nay đừng về hòn lòn vậy? Bữa nay đi mài dao quên lấy về nên ăn đỡ đi. Trời, cô đổ nước sôi vậy? 100 lần hả? Con kêu có 80 thôi mà. Để cho đỡ phỏng. Trời ơi, em phục vụ gì chút, anh có bo không? Sao dạo này bà kỳ vậy? Cái kiểu này 40 mấy 50 năm quen bà chưa có bao giờ có cái hành động này. Tiểu muội muốn phục vụ văn nghệ cho quý khách có được không ạ? Nhìn cái dáng nó muốn tiểu tiện chứ tiểu muội được. Được, dù khan tiếng nhưng vẫn cố gắng hát cho tròn dành rõ chữ. Khan tiếng tại chữ lộn nhiều quá. Ưa sen. Dù mình khăn tiền nhưng mình cũng phải hát hát ca. Chú ơi, chị Nếp ở lại dịch nè. Con đi oi cái chữ hết nổi. Khoan, có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. 1, 2, 3. Mình cả gian em muốn tiếp thành hình không đã. Ngủ rồi đó. Trời đất ơi, 40 mấy 50 năm nay chưa từng lần nào thấy bà Ngọc kiểu này hết. Giờ sao chú? Muốn biết rõ chân tướng chuyện này chỉ còn một cách. Cái gì chú? Gặp cao. Thật thiên linh linh ở địa linh 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 thường linh tinh tinh này về hai bên không gian nhà ta chưa vừa buổi sáng này giờ mà có gì mà khói không vậy? Cái gì vậy trời? Tao là thầy bà mà tao có một cây là mày một bó là sao? Con tưởng là nhang nhiều lòng thành nhiều, nhang ít lòng thành ít chứ. Mày hay ho quá. Không có, hay ho đi cách ly rồi. Về chỗ nè, coi tiếp nè. Cô, cái nhang này mình cắm đâu cô? Cắm bên đầu coi nè. Mày đi không đi? Cắm tay nè. Thầy biết đâu mà không nói. Cô, cái gì vậy? Trái tim em cũng biết đau nha. Hồi nãy cô coi á, cô thấy gì vậy? Cô thấy hết. Cô coi gì? Cô là người ở trên thái xuống mà cô thấy hết. Thầy thấy sao cô? Cô thấy thấy sao cô?
Cô thấy... Thấy sao cô? Cô thấy nhức đầu, bực bội trong lương tâm, buồn nhiều. Gì mà? Bà coi TikTok quá, 180 phút đúng không? Lộn, cô thấy lộn. Lộn, để cô coi lại. Nói chung là cô coi cái căn của nữ này hết rồi. Cô thấy nữ này mập, giống như bị gan nhiễm mỡ hay sao? Không, cô mập hơn, cô mập gấp đôi người ta luôn. Cô mập gấp đôi nữa. Ừ, ba cái nọng là chứ hai cái nọng bình thường như người ta đâu. Nói chung thôi, bây giờ coi về cái căn đi. Dạ. Cô coi lại về cái căn của cái nữ này nha. Cô khiển cô tới đây là để cô coi căn chứ ai mà kêu cô tới đây cô giảm cân giảm mỡ thì ra bác sĩ người ta giảm. Cô có gì tập trung cho giùm con một cái. Tóm lại là nói về cái khía cạnh tâm linh á, là thấy nữ này là có một cái yêu khí bao trùm. Nữ này là đang bị một cái con yêu quái quá phụ ngàn năm mượn xác. Trời ơi, cái nickname của con quả phụ này nó dài dữ vậy hả cô? Chắc là lợi hại lắm. Hèn chi con thấy gì con dính lấy chồng tới nơi rồi á. Mày bày đi. Còn lâu, nghe cái tùm tướp nói theo. Bà là bà muốn chồng từ trước khi mà chồng bà chết tới bây giờ á. Là bà muốn tới giờ đó. Ê, tính ra vậy là bà tội lắm á. Bà vừa bị con yêu nữ này nhặt vô, mà còn cái ham muốn chồng nữa. Cô, bây giờ á, có hai cái. Một là cái giông của con yêu nữ này nè, nhập vô. Hai là cái sợi dây ham muốn của bà Ngọc á. Cắt cái nào cô? Tất nhiên là cả hai rồi. Đi đâu có được trời. Quá. Giờ mặt cô thì cô ác quá. Cô là không phải là thần thánh rồi. Cô là âm binh đầu đinh thắt đính đạo thai dựng hình lên đây nè, chứ không phải người thường đâu. Không ai mà cắt hai ba sợi dây của người ta cùng. Tao lấy cái cây này, tao lấy dịch mày nha. Nha. Trời đất ơi, cô là người cõi trên, sao đây cô làm phước thôi mà. Cái gì mà nói cô ác dữ vậy? Không, ý con nói là cắt cái gì cũng phải cho người ta thời gian hồi phục. Chưa cắt cái này lành nữa, cắt cái kia ta đau. Mình cắt một trong hai thôi. Hay bây giờ con thấy á, là bả nè, là hồi đó giờ là bả quá chồng, cho nên là cái sợi dây ham muốn của bả lâu dài. Mình đừng cắt sợi đó, mình cắt cái sợi duyên âm đi con. Đỡ hụt hẫng, bả không có tự tử. Cắt duyên âm. Dạ, cắt duyên âm thôi. Con nghĩ là thôi nên cắt hết đi. Chứ tuổi của cái vậy con giờ cũng không ai lấy nữa đâu. Trời đất ơi, mày mới vừa nói bả ác luôn á, bây giờ mày kêu cắt luôn hai dây. Hay quá, tao nói không cắt là không cắt. Cắt một cái thôi, cắt cái duyên âm. Không, mà con thấy chú có nói đúng á. Cắt cái duyên ma nữ đi. Còn cái ham muốn của dì Ngọc thì phải để cho dì Ngọc có sức phân tạo. Đúng rồi, nó nói đúng rồi. Cắt một dây trường dây vậy đi. Thôi, lỡ cắt rồi thì cắt hết luôn đi. Tao nói không là không. Cắt một cái, chừa một cái, mà cắt hai cái để làm gì? Thôi, cắt cãi thôi. Một cái thôi là cãi. Nghe nè, thôi đừng cãi. Cầm vô, đi kiếm mày muốn cắt thì cắt đừng miếng. Cắt một cái thôi. Thầy, con à. Tao chưa có chết. Trời đất, coi cái gì vậy? Mày không, lanh tự nhiên lấy ra bùa đây, dán nắng mặt con. Tao bị liệu, tự nhiên tao lấy cái gì mà sọt vô. Mày vừa xoáy hai vòng đó. Trời ơi, sao giết tôi hoài vậy trời? Tôi là thiên tử xuống đây mà sao giết tôi hoài vậy? Ủa sao thiên tử mà cút cô? Tôi sâu hồn bướm. Bây giờ có nghe ý cô không? Nghe chứ. Nghe tập trung nè. Giờ chuyện nói gì? Cài mắt quá cô, khó vô cài mắt quá chịu nổi. Tập trung lần hai nè. Đầu tiên, chúng ta phải cho bà Ngọc uống chén bùa đã được làm phép. Tiếp theo, chúng ta phải dùng sợi chỉ đỏ này trói tay trói chân lại, dát tấm bùa yêu nữ lên trán, đặt bả nằm trong vòng tròn phép này, rồi chúng ta đứng bên ngoài vòng tròn làm phép trục hồn ma nữ. Chúc sinh chúc mộc đầu đình. Em xin em đứng một mình cũng xinh, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào tình cha ấm áp như dần Thái Dương. Ôi hôm nay trời đẹp quá, vui quá. Ô cháu gái của dì. Dạ, dì mới về. Ừ, con có pha cho dì một ly trà lai. Trời ơi, bữa nay cháu của tôi trưởng thành rồi, nó biết báo hiếu cho tôi, quý hóa quá. Dạ, tụi con lúc nào cũng luôn yêu thương và biết ơn gì hết đó. Trời ơi, con thành nhân rồi đó, dì cảm động vô cùng. Dạ, dì uống đi dì. Cảm ơn con.
con? Dạ, ngon gì? Dở ẹ. Dở lắm, con lặt nhắc tại vì uống trà đường xong nay con pha con bỏ đường cho gì. Trời, con cất con cả buổi luôn á. Nhưng mà thơm lắm, trà rất là thơm, dì thích lắm. Quan trọng là tấm lòng. Đúng vậy, lớn hết rồi, dễ thương quá à. Con. Dạ. Không phải trà lại. Cái này sao giống bùa ngải vậy quá mày. Có chữ nè. Ê, hay là mày bày ra mấy cái chuyện mà bùa ngải mày hại tao hả? Xin lỗi mày nghe, tao sống cái tâm tao thiện lắm. Bùa ngải vô người tao không bao. Làm tốt lắm nếp. Mọi người hãy cùng ta bài binh bố trận thiên la địa võng. Cấp cấp như luật lệnh. Cấp cấp như luật lệnh. Trời, ông hay đâm quá à. Hồi nãy đâm tôi lòi ruột mà chưa đã. Thì đưa, đưa cái kiếm rồi để cho. Cái để làm gì chứ. Nghe con điều khiển con ma nè. Tay trái giơ lên. Đó tay phải. Đúng rồi bà ơi. Bình thường bà có phân biệt được phải trái đâu. Thiệt luôn á. Giơ hai tay lên ma. Rồi 1, 2, 3 nhìn sang trái. Dòng người vội vàng lướt qua. Tôi như giấc mơ hôm nào. Đôi tôi chia làm đôi. Bà nữa cũng bà nữa không. Mê coi TikTok lắm. Lại như lại nha. Rồi giơ tay lên. 1, 2, 3. Cơm sườn hay cái tâm. Em muốn ăn cơm sườn hay cái tâm. Cơm sườn hay cái tâm. Có gì nữa. TikTok nữa. Bà là bà lậm TikTok lắm nè. Không coi bói là bà coi TikTok không nè. Trời ơi giờ sao, sao rồi. Bình thường nè. Rồi ma. Đứng lên ma. Dập mẹ rồi. Rồi. Lộn 10 vòng cho ta. Lộn. Lộn đi. Được không bà? Được. Cái gì vậy hả? Lộn liền đi ma. Ma, cởi đồ ra. Ê! Trời đất ơi, bà nghĩ sao vậy? Đừng sao bà trùng cái vòng con ma. Thì bà phải lấy cái gì đó, bà cắt cái sợi dây nó chứ. Rồi tự nhiên bà kêu nó lột, lột đồ, đó lột. Hai đứa nhỏ nó nhìn không sao. Bùa lỡ tôi nhìn thì lột đi. Kỳ vậy ta? Vòng này vòng nữ mà sao nó thở như con bò mộng vậy ta? Thôi được rồi, giờ đây. Ông ơi, ông bây giờ cái cây kiếm này phát huy tác dụng nè, bây giờ ông chọt cho nách con ma cho tôi. Để cho con ma nó bị nhức nách, nó khuất cho tôi. À, tác dụng cái kiếm này là chọt cho nách. Được rồi, chọt là để tôi. Chọt vô. Con mẹ này là để tôi chọt. Chọt cho cái nách con ma cho tôi. 1, 2, 3. Cái già ham đâm lắm, kêu đâm cái là đâm liền nha. Đâm vô muốn mẻ bè sườn vậy ông nội. Không, chưa con ma xưa chưa xuất ra mượn cái nách. Ma, cái đầu ông á. Già mà sao còn ngu quá vậy? Con bị tuổi này nó gạt vậy? Còn tụi mày nữa. Bài đặt bài điều bữa nay mê tín dị đoan hả? Làm gì? Tính hùa theo ông này rồi bắt đầu thuốc tao chết rồi cướp cái quán tao hay gì? Thấy hay chưa? Mới uống có một ngụm trà bùa thôi mà con ma nó xuất ra rồi. Ba đã trở về trạng thái bình thường mới rồi đó. Chị xuất, mà chị xuất cái kiếm vô miệng em á. Bà làm như nói cái là tôi tin liền vậy. Con này nó làm biến nhớt thay á. Làm gì mà đặt tôi đi chơi về mà nó pha trà cho tôi uống? Không có đâu. Thấy giấy tiền vàng bạc chổng lền hết không? Tôi kêu á. Ừ. Thì ai ngu đâu mà uống. Uống là để coi vạch mặt bà đó. Mê tín dị đoan lừa gạt người ta hả? Giờ sao? Giờ muốn nói chuyện với chị hay nói chuyện với cán bộ công an? Không, đây là chị muốn làm cái gì đó, chị nóng quá. Nó nghe nè, chị ở lại chơi nhâm về trước á. Dễ thương á, còn đây dễ thương. Còn như tính tèm, nó dễ sạch. Mà mốt bà có một chuyện nói chưa? Bà dám mua má má. Chị được á, đi ngủ. Trời đất ơi là trời. Kêu cơ động mắt mày á con quỷ. Trời ơi, kêu chính quyền cái nó chạy sắp xảy. Không nữa. Gì vậy hả? Đừng có bao giờ bước chân qua đây hết. Tôi là tôi không có ưa ông. Cấm ông tuyệt đối nữa, không cho ông qua quán tôi nha. Điên khùng, bà cấm được tôi chắc. Chắc bà tôi muốn qua, tự nhiên à. Tự nhiên giật cái kiếm người ta trời đất. Trời ơi, bà là ai vậy giờ? Bà là ai vậy mà tôi phải qua đây? Trời ơi, vừa ăn cướp vừa lá làng đó. Cái nhà này bước ra chạy. Ông đứng lại. Ôi giời ơi. Chú có sao không chú? Mày đè lên tao đó. Ủa tao có sao không? Trời ơi. Chú già rồi chứ phải. Ủa sao không? Mày mắc cười quá hả? Bộ già là không được chạy hả? Không chạy cho ba quýnh cho no đòn hay gì? Mà chú, cuối cùng là sao con không hiểu. Hình như là con ma nữ nó xuất ra rồi. Nên là gì ngọng hết điên trở lại người bình thường ấy. Ôi đi bọn ơi, đáng lý ra em phải là người pha ly trà. Chứ tự nhiên chị pha cái bị lộ. Tự nhiên cái người ta pha ly trà là sao? Hai đứa bây giờ tranh cãi xong chưa?
mới thoát thập tử nhất sinh ra bước này cũng cãi lộn nữa hả? Đầu đuôi gốc ngọn cũng tại mày hết trơn trời á. Bình thường á là biến chảy xác nhớt thay ra, bữa nay tự nhiên có pha ly trà cái bạn liền. Tao không biết là cái chuyện bà thầy đồng nói có đúng không, bà có bị ma nhập hay không tao không biết nha, nhưng mà chắc chắn bà Tư Ngọc bà đang có vấn đề. Chứ mấy chục năm nay, 40-50 năm quen với tao chưa bao giờ mà bà có hành động gì hết trơn trời. Nếu mà tâm linh mình không giải quyết được, mình phải tìm tới khoa học. Đúng vậy, chúng ta phải điều tra theo hướng khoa học. Chuyện gì khó đã có khoa học lo. Gì vậy? Bước ra nói chuyện coi. Thôi, giúp đỡ ra đi, không có ra tự do được. Trời ơi. Thầy bà. Cái gì vậy, đâu phải thầy bà. Tại sao bà chạy trước tụi tôi? Xin giới thiệu với ông, tôi ngay bây giờ trong giao diện này chính là một thám tử tư chuyên nghiệp. Thám tử nào vậy? Hồi nãy là bà chạy, bà chạy sắp sải. Bà chạy mà mém tí xíu nữa tụi tôi đè đầu lên cởi cổ này, nè mém thiếu lật bà cổ đây chết rồi nè. Nói lại, bà là ai? Một con người hai thân phận. Tôi, ngay bây giờ hãy gọi tôi là thám tử tư chuyên nghiệp. Với slogan không mê tín, không cúng bái, không buồn ngại, luôn luôn tận tâm, nhiệt tình, yêu quý khách hàng của mình. Mới 5 phút trước là mới 5 phút trước á là thầy bà bây giờ là biến thành thám tử rồi. Nhưng mà tôi không biết là có được không nha. Chứ làm cho ba chú cháu tôi chạy một vố mà ngã lên đầu lên cổ nhau. Đợt này á mà làm không được á là bà lên phường thật đấy nha. Trời đất ơi, cái gì cũng lấy công an, cũng lấy phường đội ra nhát người ta hết à. Hồi nãy gọi là tai nạn lao động. Bây giờ để tôi chuộc lỗi đi ha. Bây giờ tôi không có lấy tiền trước nữa. Chừng nào xong nhiệm vụ tôi sẽ lấy tiền. Cái cù lôi nè, bà hay ho lắm, bà lấy tiền. Hồi nãy giờ cái chuyện của bà làm xong chưa? Bà lấy tiền rồi bà làm xong chưa? Bây giờ mà bà làm mà bà đòi lấy tiền nữa, 18 roi liền. Cái gì mà nghe thốn quá à. Thôi hãy tin ở tôi đi, cho tôi một cơ hội đi nha. Hãy tin ở tôi. Làm được không đó trời. Ê, tối nay phương hướng mà nó phân biệt còn không được nữa, không biết sao làm khoa học. Em xin lỗi này nha, hồi nãy giờ em tới trễ làm thầy đợi. Trời ơi, em hái nái quá trời luôn á. Không sao không sao, em cứ khách sáo như thế làm cái gì, em cứ để cho tâm hồn của mình nó thật sự tự nhiên. Ơi, bởi vì cái sự rộng rãi của thầy á, em mang ơn quá trời luôn. Từ ngày em được đi học thầy nha, em cảm thấy nha, em nói chuyện nó cũng nhẹ nhàng, em làm cái gì nó cũng nhẹ nhàng hết. Alo, ông Vàng hả? Ông qua đây liền để tôi gửi định vị cho ông. Mau lên. Trời đất thánh thần ơi là trời. Nhưng mà quan trọng là ở em vốn dĩ là một cái người học rộng, tài cao. Học 1 hiểu 10, học 10 hiểu 100, học 100 hiểu 1000. Trời ơi, cảm ơn thầy nhiều lắm á. Nhưng mà em hỏi thầy này nè, chừng nào em mới đủ điều kiện để tham gia được cái nhóm rích kích của thành phố mình vậy thầy? Yên tâm nha, cứ phải yên tâm. Cứ cái tầm phát triển này của em, tầm mà em gần đất xa trời nó sẽ tới sớm thôi. Ủa, khoan khoan ngưng. Em đi học để có kiến thức, sao thầy tiễn em sớm vậy thầy? Chuyến này tôi nhất định lấy lại danh dự của mình. Diễn hay lắm. À thì nhân tiện đây thì thầy cũng hỏi em luôn, là không biết em đã gom đủ tiền để mua cái thẻ hội viên tham gia cái hội thượng lưu chưa nhỉ? Em nói thầy đừng cười, em gom gần đủ rồi nhưng mà thầy yên tâm nha, không bao giờ thiếu. Tại vì nếu mà thiếu em bán cái quán, bán cái quán mà không đủ em bán luôn trái thận luôn. Trái thận không đủ em bán trái cổ luôn, chơi tới nơi tới chốn nha thầy. Thấy gì chưa? Tôi làm bà đồng á, nói không tin. Giờ tôi làm thám tử á, nói có bằng chứng, có khoa học mới tin người ta. Thấy gì? Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy cái quán cà phê nó vắng que. Gì kìa? Ủa đâu tôi? Đi vệ sinh, đi vệ sinh.
công nhận số mình về già là số hưởng. Giờ chỉ cần ăn nói cho nhẹ nhàng, học cách cho sang trọng, gia nhập vô mấy cái hội người giàu thì thiếu gì mấy cái ông không vợ xồn xồn lo cho mình, chu cấp tiền cho mình. Công nhận mình thông minh sắc sảo. Đất ơi, hết hồn à, đi lù lù sau lưng vậy? Mượn son hả? Nha. Cái gì vậy? Buổi sáng. Trời đất ơi, tự nhiên vô tử tôi vậy? À rồi, cái điệu này là... Rồi rồi rồi, cái điệu này là chốt vô toilet rồi nào, sử dụng chất kích thích. Mày đập đá đúng không? Đập đá mày sẵn mày tính đập đầu tao đúng không? Tao la lên à. Ê! Chuyện cái! Ê cái gì vậy? Dám giật chồng tao. Mày điên hả? Ê giật chồng mày nào? Mập như heo mà tụi là hủy hả? Mày điên hả? Trời ơi! Trời đất ơi, góp vàng tôi. Anh Hiệp ơi! Anh Hiệp ơi, cứu em! Anh Hiệp ơi, vợ anh đánh em trong toilet nè, anh Hiệp ơi! Chuyện cái! Không thoát được tao đâu! Ôi! Hiệp ơi! Hiệp! Đã kịp xong gì đâu. À, chưa kịp cắn câu đã bị bà phải. Trời ơi anh ơi. Vợ anh kiếm tới đánh em kìa. Anh không có giải quyết gì cho anh. Vợ anh hả? Em nói ai là vợ anh? Đó. Vợ anh đâu có ngon như thế. Là sao? Nói gì? Ý là anh là đồ ăn ngoài kia ngon. Con này dở hơi. Ủa? Vợ anh. Không phải vợ anh. Ừ. Trời đất ơi, con quỷ cái, mày chết mày với tao tiếng này. Nãy giờ tao tính đâu mày là vợ của anh Hiệp, tao sợ mày. Bây giờ mày sao hả? Con kia chị đâu vậy? Anh kiếm chị muốn chết luôn. Nó giật chồng chị đó. Nó giật chồng chị đâu? Không, nó không có giật chồng chị. Nó giật chồng chị. Bệnh viện á. Ôi đứng không đi bệnh viện đứng em. Dạ em xin lỗi anh chị, tại chị em bị sốc tâm lý do chồng ngoại tình, và em xin lỗi anh chị nhiều lắm. Xin lỗi rồi thôi hả? Danh dự của tôi giờ chửi tôi giữa được vậy, xin lỗi thôi hả? Con này mày giờ mày muốn sao? Chị đừng có nóng. Chắc tại thấy chị nhà đây đẹp quá nên là chị em ganh tị, em xin lỗi chị nhiều lắm. Bé này nói đúng nè, bỏ qua. Ăn. Không đi bệnh viện đâu. Không đi bệnh viện nha. Thấy chưa? Anh đã biết ngay con này nó dở hơi ngay từ đầu rồi. Dở hơi? Trời ơi, em có sao không? Trời ơi, thì đều có chăng luôn chứ không sao nữa. Trời ơi, chết rồi, mà cũng cảm ơn thầy nha. Hồi nãy mà không có thầy, không biết làm sao luôn á. Thấy chưa? Thấy ai với ai chưa? Ủa? Bà Tư? Bà Tư Ngọc. Ủa? Cái thằng đó sao quen luôn? Thằng Hiệp gà. Trời đất quỷ thần ơi, tôi tưởng đâu là hổng gài bà bị bùa mê thuốc lún của ai. Ai về là thằng quỷ này. Em là em cứ phải yên tâm, đã có anh thầy ở đây không có vấn đề gì hết. Thôi nữa làm ơn đi. Trời ơi, rồi nữa bây giờ xưng anh em rồi nó thầy vợ của thầy ở nhà rồi không biết rồi tưởng thiệt rồi đánh tôi nữa. Thôi nữa kêu thầy đi, thầy rồi tôi xưng con cũng được nữa, không sao hết á. Sợ quá rồi. Đó, vô nhận người quen đi. Gì nữa? Lừa đảo chung với bà đó. Lừa đảo cái gì? Tôi phải làm như vậy ông mới tin tôi chứ. Trái nhà lòi mặt chuột rồi đó. Rồi trái nhà lòi mặt chuột là bà á. Nếu bà Ngọc không tỉnh táo là tôi bị bà dụ rồi. Hên đó, bà cứu lại cái vố này đó. Mai là tôi tin bà là thám tử đó. Gà, chuyến này chết với tao. Đứng ở đây đợi canh phòng. Qua nhà vô xốp đầu lôi ra, vô thử này khô máu liền. Em cứ yên tâm, cái tấm thân nhỏ bé này cả thế giới để anh thầy lo. Anh thầy hay quá anh thầy ha. Cả thế giới này để anh thầy lo. Dạ dạ, đi đâu vậy? Đừng đi đâu. Ai đấy? Nhớ ông Hiệp gà. Không quen đâu. Sao mà không quen được hả? Ủa? Dạ, ông vàng quen hả? Quen với thầy tôi hả? Trời ơi, sao mà không quen được? Bạn cũ lâu ngày gặp lại á. Vậy đó ha. Hổm gài tôi tưởng đâu là bà bị bùa mê thuốc lú, bị cái dông nào nhập vô trong người bà bẻ miệng, bẻ mồm rồi bà chỉnh sửa quần áo, tóc, tai. Ai có về à? Chú em mà giỏi ha. Chú vàng. Chú vàng còn nói thật đi chú.
Khổ lắm chú ơi, cuộc sống bây giờ nó vì miếng cơm manh áo thôi. Chú tha cho con đúng lần này thì không dám tái phạm, lần sau nữa khổ lắm. Ôi trời ơi chú ơi, con cắn rôm cắn cỏ, con lạnh chú ơi. Con thề với chú lần này chỉ có lần này, không có lần sau chú ơi. Mà lần này là cái sống rồi. Cái thằng này là nó chuyên cua môi múa mép. Cái miệng nó nè, cái miệng nè, cái nghề nó là cái miệng. Cái miệng nó cua môi múa mép để cho mấy cái bà thồn thồn như bà đó nê chồng bỏ hết gia đình buôn bán tài sản để theo nó. Là thầy cả không thằng thầy là gạt tôi hả? Cái gì nữa? Thôi bà con xin bà, con lạy bà, con cắn rơm cắn cỏ cho bà, lạy bà. Mày khỏi cắn mày cắn tiền tao mấy bữa nay rồi. Tao đã giải tao học làm sang, ai ngờ đâu lừa đảo. Đi lên phường. Không đùa chắc. Ê. Trời ơi cái gì vậy? Trời, cái xã hội giờ sao tôi sợ quá vậy? Bà còn vòng vàng trên người bà y nguyên là bà Mai rồi đó. Mình sao thì để vậy đi. Mày đặt trưởng giả học làm sang, bẻ miệng bẻ mồm u theo mấy đứa nhỏ chơi đó, hay ho gì dữ vậy đó. Hên là tôi tới kịp á, tôi mà tới không kịp rồi làm sao. Ôi trời, cảm ơn giúp đỡ, cảm ơn. Mắc gì thử tôi dữ vậy? Chửi gì nãy giờ ai chửi gì bà? Tôi nói gì tôi chửi bà? Mới nè. Nè, nói một lần cuối trong cuộc đời. Dạ, lớn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Ráng giùm cái, thấm lương thiện giùm cái. Ước đua đầu với mấy đứa nhỏ. Trâu già, khoai gặm cỏ non. Cỏ non nào? Nó không non chắc. Rồi làm như tôi ăn nó giống bằng, tôi học chữ nó thôi mà. Dòm cái mặt cái mồi của bà đó. Anh thầy biết chưa, từ đây về sau còn làm mấy chuyện này nữa hết. Đó. Có biết lỗi của mình chưa? Đó. Có biết sai chưa? Đó. Có thương tôi không? Đừng có mơ. Đừng có gài tôi vô. Chuyện nào ra chuyện đó. Cha già. Nhưng mà người tính không bằng trời tính.